Bạn có quyền được giàu có. Có người sinh ra là để sống trong giàu có. Bạn trở nên giàu có nhờ sử dụng các khả năng do vũ trụ ban cho và nhờ làm được từ kho báu vô tận kia. Khi tâm trí của bạn tràn ngập những ý tưởng tốt đẹp, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Khi một lòng đồng nhất với vũ trụ, bạn sẽ trở nên giàu có. Sự giàu có mà bạn có được tùy thuộc vào thái độ và đức tin của bạn đối với những điều tốt đẹp. Mọi phú quý, vinh hoa của vũ trụ cả bên trong lẫn bên ngoài đều dành cho bạn. Bất cứ suy nghĩ nào về sự nghèo đói cũng đều được xem như là một căn bệnh tinh thần và đáng bị xóa sổ khỏi trần gian này. Bạn hiện hữu trên nơi này là để tìm ra vị trí của mình và cống hiến tài năng của mình cho thế giới. Bạn sống là để bày tỏ và hiện lộ chính mình dựa vào tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban cho, mà vũ trụ đã ban cho, và để củng cố thêm sự giàu có về vật chất, tinh thần và tâm linh bằng vô số những cách thức nhằm tạo ra mọi phúc cho nhân loại. Hãy học cách bao bọc bản thân trong những điều tốt đẹp và giá trị, và hãy nhận biết quyền lợi bất di bất dịch của bản thân trong cuộc sống này. Quyền được tự do và an yên. Chỉ nhờ đặc quyền thiêng liêng này mà bạn có thể kịch họa, miêu tả, phát họa và thể hiện quyền năng, sự vĩnh hiển cũng như sự giàu có của đấng vô hạn. Yes. Và nếu như mà bạn chưa có cái môi trường để có thể là giúp cho mình biết cách dùng đồ công cụ sức mạnh thần thức để làm giàu cho mình, thì anh chị có thể nhận vào link nhóm giả và ta để mà có thể được học tập công lành nhé. Lần xin chào.